Khi nhắc đến Tây Du Ký, nhiều độc giả sẽ liên tưởng ngay đến những trích đoạn Tôn Ngộ Không đại náo trên thiên cung, làm loạn giới địa phủ mà chẳng một bậc thần tiên nào ngăn cản nổi. Với thủ pháp văn học tinh tế, hình ảnh Tề Thiên Đại Thánh thật khí phách, ngang tàn, được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng theo góc độ văn hóa truyền thống phương Đông, nhận thức nội hàm trên cơ sở Phật đạo có thể có cách nhìn nhận khác. Sau khi đi xuống Đông Hải, đoạt lên Định Hải Thần Châm, một pháp bảo lợi hại từ thủa hỗn mang của Nguyên Thủy Thiên Tôn và một bộ kim giáp, Tôn Ngộ Không đã bị Hắc Bạch Vô Thường bắt xuống âm phủ. Vì quá tức giận nên đã đại náo nơi đây, xóa hết sổ sinh tử của loài khỉ. Khi nghe Hắc Bạch Vô Thường nói tuổi thọ đã hết và đến bắt đi, Hầu Vương bèn nói: "Lão Tôn này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn ở trong ngũ hành, đâu còn thuộc Diêm Vương quản lý nữa, cớ sao dám hồ đồ đến bắt ta?" Hai tên quỷ câu hồn ấy cứ một mực lôi kéo Hầu Vương đi, làm Thạch Hầu giận dữ, rút ngay bảo bối trong tay ra vung lên, đánh cho hai tên tiểu quỷ nát như tương. Rồi tự cởi trói vác gậy, quay vào đánh trong các thành, loại quỷ đầu trâu mặt ngựa chạy trốn tán loạn. Thạch Hầu thiện tích cực cao, theo tổ sư Bồ Đề học được bản lĩnh cao cường, lại có pháp bảo là Định Hải Thần Châm. Từ đó sở hữu năng lực thoát khỏi sự khống chế của các thần tầng thấp tại địa phủ, vượt qua cả cửa ải sinh tử. Thạch Hầu pháp lực cao cường, ngay từ đầu đã đạt tới cảnh giới trường sinh bất lão. Như vậy có thể thấy, người tu luyện chỉ cần có thể dũng mãnh, tinh tấn thì thoát khỏi sinh tử cũng không phải là việc khó. Do đó, sinh tử đối với người tu luyện mà nói thì căn bản không phải là chướng ngại gì. Chúng ta thường được nghe câu thành ngữ, thị tử như quy, coi như cái chết tựa như sự trở về, chết không có gì là đáng sợ, tựa như trở về nhà. Vì thế trong lịch sử, người tu luyện chân chính đều không quan tâm tới sinh tử, ấy là vì họ đã minh bạch ý nghĩa của sự luân hồi. Sau khi Thạch Hầu làm loạn dưới địa phủ thì tiếp tục đại náo trên thiên cung. Lại nói, Tề Thiên Đại Thánh rốt cuộc vẫn là con khỉ yêu quái, chẳng hay làm quan to nhỏ, chẳng biết bổng lộc thấp cao, chỉ biết có danh hiệu như thế là được. Hầu Vương chỉ biết ngày ăn ba bữa, đêm đánh một giấc, chẳng bận việc gì, tự do tự tại. Khi rỗi rãi thì đi chơi, các cùng kết giao bè bạn. Thấy Tam Thanh xưng là lão, gặp Tứ Đế gọi là ngài, cùng với Chính Diệu Tinh, Nam Phương Tướng, 28 Tinh Tú, Tứ Đại Thiên Vương, 12 Nguyên Thần, Ngũ Lão ở Nam Phương Tinh Tú khắp trời và các thần sông Hà, sông Hán chơi với nhau thân như anh em. Hôm nay phương Đông, ngày mai sang phương Tây, đi mây về gió chẳng cố định ở nơi nào. Nói chung, người tu luyện có thể thành Phật, thành tiên, nhưng súc sinh tu luyện thì chỉ là yêu tinh. Bởi vì súc sinh không được phép tu luyện, chung với người là bản chất bất đồng, động vật không có ước thúc tâm pháp. Vì thế lúc này, Tôn Ngộ Không chỉ có thể được coi là yêu tinh, có bản lĩnh thông thiên tam giới, bởi vì nó không phạm phải điều xấu nào cả, hoàn toàn không phải là yêu tinh xấu, vẫn ung dung tự tại, giống như du thần tản tiên. Tương tự như vậy, trong bảng phong thần, thông thiên giáo chủ đã thâu nạp nhiều loại động vật, nhưng vì chúng không có ước thúc tâm pháp, không thể chân chính theo yêu cầu của đạo mà hành xử. Kết quả, toàn bộ môn phái bị tiêu trừ. Trong Bạch Xà Truyện cũng có cùng nhận thức như vậy, đó là yêu quái, không được phép tu luyện. Đây chính là phép tắc của vũ trụ. Do đó trong giới tu luyện, luôn luôn giảng rằng, trong luân hồi mà đắc được thân người là không dễ dàng gì, phải tận dụng những năm tháng sinh tiền, đừng bỏ lỡ cơ hội. Mỗi cá nhân trước tiên thì phải có trách nhiệm với bản thân của mình. Ông trời có đức hiếu sinh đối với Tôn Ngộ Không mà nói là đã sẵn sàng ban cho cơ hội. Vì vậy, Ngọc Hoàng đã chấp nhận đề nghị của Thái Bạch Kim Tinh. Trước tiên là gọi Tôn Ngộ Không lên thiên thượng, ban cho cơ hội quy chính. Tuy nhiên, vì không có ước thúc tâm pháp, Thạch Hầu đã không biết tự kiềm chế, kết quả lại làm phản thiên đình. Đối với người tu đạo, có thể ở trên thiên thượng được liệt vào hàng tiên là điều cầu mà chẳng được. Chỉ là Tôn Ngộ Không không thể tuân thủ thiên quy, vẫn muốn gì làm nấy, rõ ràng là không thức thời. Thế là thiên đình buộc phải phái thiên binh, thiên tướng xuống bắt. Kết quả là không thể nào hàng phục được Tôn Ngộ Không, bản lĩnh quá cao cường, lại còn xưng là Tề Thiên Đại Thánh, rõ ràng là chẳng biết trời cao đất dày là gì. Dù sao, chư thần nội trong tam giới năng lực vẫn còn có hạn, sinh mệnh trong tam giới đều không thể thoát khỏi sự luân hồi. Ấy vậy mà Tôn Ngộ Không lại có khả năng ấy. Mặc dù Thạch Hầu không phục sự cai quản của Ngọc Hoàng, nhưng chỉ là hưởng phúc tại hạ giới, hoàn toàn không có nguy hại đến tam giới. Vì vậy, Thái Bạch Kim Tinh lại kiến thị Ngọc Hoàng cấp cho Thạch Hầu một cơ hội nữa, lại cho phép lên thiên thượng. Đây kỳ thực là đại từ bi, nhưng Thạch Hầu vẫn gây họa cho thiên đình, tuyệt đối không được tái phạm. Đó chính là phạm phải luật trời, coi thường thiên uy, nhất định phải tiêu trừ. Người ta nói đây cũng chính là pháp lý của vũ trụ, năng lực của con người và cảnh giới, tư tưởng của họ là tỷ lệ thuận với nhau. Đây là phương pháp duy hộ trật tự của thế giới, của thiên giới, không cho phép kẻ xấu có năng lực quá cao để phá hoại trật tự thế giới. Từ đó mà suy rộng ra, nếu đạo đức nhân loại không đề cao, chỉ thông qua thủ đoạn, khoa học kỹ thuật mà đạt được năng lực của thần thì căn bản là chuyện hầu như không thể. Do đó, lần thứ hai, thiên đình phái thêm thiên tướng lợi hại xuống cùng vây bắt Thạch Hầu. Thái Thượng Lão Quân cũng ra trợ chiến, kết quả chẳng bắt được yêu hầu. Thật là khỉ quái tung hoành trời đất, chẳng vây bổ lưới suốt ngày đêm, yêu hầu quả thật là quá siêu phàm. Lò bắt quái của Lão Quân cũng không thể tiêu diệt được.
cuối cùng phải nhờ đến Phật tổ ở Tây Thiên. Cân đầu vân của Tôn Ngộ Không cũng không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Phật Như Lai, cuối cùng bị nhốt 500 năm dưới ngũ hành sơn. Tôn Ngộ Không tuy thoát khỏi luân hồi nhưng vẫn tồn tại bản ngã chấp mê, hiếu thắng, nhiều dục vọng, đứng trước duy ngã vô thường của Phật Pháp đương nhiên là không thể vượt qua. Bất cứ nơi nào có tà niệm ác tâm thì không thể nào thoát khỏi hào quang của Tây Phương. Dù sau này, Tôn Ngộ Không thực sự đã ngộ thoát ra khỏi tinh thần hiếu thắng, từ bỏ tà niệm trở về với duy ngã vô thường, cũng chính là đạo lý bao trùm vũ trụ của Phật Pháp. Vậy nên, dù cho Tôn Ngộ Không có tu luyện thêm 100.000 năm, pháp lực có cao thâm đến mấy mà không từ bỏ được bản ngã chấp mê bất ngộ thì mãi mãi vẫn nằm trong bàn tay của Phật Tổ. Có nhiều độc giả xem đến đoạn Đại Náo Thiên Cung sẽ có suy nghĩ Thạch Hầu bị hàm oan và xem Tề Thiên Đại Thánh như tấm gương đại phá cường quyền, còn xem Thần Thánh như hung thần độc ác và không có năng lực gì đáng kể. Và người ta còn cho rằng nhất định thắng thiên. Đây quả thực là một sự nhầm lẫn tai hại. Thiên uy chính là phải duy hộ trật tự của thế giới, nếu không thì tam giới đã đại loạn. Con người dù có năng lực đến mấy cũng không thể thoát khỏi bản ngã của mình, vậy nên sẽ bị ánh hào quang của Phật Pháp độ hóa. Từ câu chuyện Đại Náo Thiên Cung có thể phản ánh một số vấn đề như sau. Tôn Ngộ Không bản lĩnh cao cường nhưng đứng trước Phật Tổ Như Lai thì chẳng đáng để bàn đến. Vậy mà Tôn Ngộ Không đối với phàm nhân mà nói là đã cao thâm hơn biết bao nhiêu. Từ đó mà luận rằng thì năng lực của người phàm quả thật là không đáng để tính đến. Tôn Ngộ Không vốn có cơ hội quy chính nhưng tâm không có ước thúc, một niệm ấy đã dẫn đến hậu quả khác biệt. Trong tôn giáo giảng rằng một niệm thiện tức là thiện, một niệm ác tức là ác. Tư tưởng là quy chuẩn của đạo đức, đối với con người mà nói rất là trọng yếu. Do đó, các chính giáo đều nhấn mạnh vào nhân tâm hướng ngoại mà cầu thì chính là tà môn ngoại đạo. Đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ấy là oai lý tà thuyết nơi nhân gian. Tà vĩnh viễn không thể thắng chính. Tôn Ngộ Không dẫu có bản lĩnh to lớn như vậy cũng không thể nào thoát khỏi bàn tay của Phật Như Lai. Kỳ thực, rất nhiều người thường cũng có thể lý giải được đạo lý nhất chính áp bách tà.